quyền, tàu độc quyền, nhấn mạnh câu là tàu độc quyền, nhưng mà để trải nghiệm với vẻ thiên nhiên của vịnh Hạ Long, một trong những di sản văn hóa thế giới. Nào chúng ta cùng xuống tàu, nào chúng mình cùng lên tàu. Nào chúng ta cùng đi. None of us.